Follow the leader. Bella. Layla. Hello. Hello. I'll forget the words. Can you help me? Okay. Mary. That. Yeah. Ừ, vậy chứ. Rồi cho nói các bạn cũng là đến từ trường nào nè. Trường A. Yến. Và hôm nay chị sẽ giới thiệu với các bạn về mô hình Aquaponics của chúng ta. Ở trên đây là cái mô hình của chúng ta các bạn ha. Thì mô hình Aquaponics đó là một mô hình nuôi trồng kết hợp. Ôi trời, má thấy cá xé luôn. Má đang chọn coi. Cá kìa. Mấy bạn quay cảm ơn. Coi xong rồi thì quay về nha. Quay về tôi làm kỷ niệm. Mình ngâm xong, chưa đâu, mình ngâm xong, xong mình vớt ra. Mình bỏ vô cái bao mình ủ ha. Mình sẽ ủ qua đêm là nó nóng nó sẽ đâm cái mầm nó ra ha. Đó. Rồi, sau khi nảy mầm xong nè, mình sẽ làm cái gì cho ra cái mã non? Trồng hả? Mình đi gieo hạt đúng không? Gieo hạt lúa xuống ruộng đúng không? Rồi, từ 5 đến 10. Trời ơi, đi quá.
rồi sau đó mình lội xuống ruộng, mình cắm xuống rồi mình đi qua bờ bên kia luôn. Rồi mình lội xuống ruộng nha, ruộng bên này là các em ruộng này nha, đó là ruộng chị này. Rồi lội bước xuống đây không sao đâu, nhìn nó quay nè. Xuống rồi mới cho tắt mưa nha, không là mặc tắt mưa nha. Qua bên đây chụp nè mày. Rồi xuống tay đi. Rồi mình xuống rồi mình cố xuống mình lấy lúa nè các em. Con có lúa con ơi. She's a smart one. Just got one leg in. Ta-da! Okay. Em bé gái này đừng có nữa nè. Đây 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 nhìn đây, phan 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 con, phan con nhìn đây thầy nè. Đây nhìn đây. Lâu quá trời. Hai con cá. Hai con cá mà. Thank you.
Contrary. Hello. Nếu mà chơi mà cái nó kia nó sẽ ướt cái đầu chút nó ra chơi rồi. Cái này của anh phải không? Ấy à, cho mình chụp hình cái này vay 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 giờ trước anh chưa chụp hình của mình. Rồi con tắm đi. Nãy giờ nằm đường lại xong ra hết chỗ rồi. Tên. Mình sẽ làm xà phòng thiên nhiên và nó có một cái thành phần rất là đặc biệt, đó là bột của một loại rau. À, rau má đúng không? Rồi chị đó các bạn nè, rau má có tác dụng gì đối với da mà mình lại bỏ nó vô xà phòng? Hồi nãy giờ xuống đây quan sát được gì chưa? Kìa con các bạn nhỏ đó nghĩ gì đó? À, không. Rồi mời em gái.
À, dưỡng ẩm còn gì nữa không? Tới ba tác dụng lận. Rồi tới đây ngưng đó. Nhóm thứ ba nè, đổ nhanh lên các em, mấy bạn ở phía này chưa có được đổ nè. Chút nữa mình ngồi mình sẽ được con cào cào, còn mình cầm chút nữa là mình không được con cào cào là mình được cái lá. Đó mới gọi là ảo thuật, ảo thuật ghê chưa? Đó, từ một lá với hai lá rồi nè. Rồi, ảo thuật từ một lá thành bốn lá là coi như xong luôn nha. Năm cm khẽ cộng xuống đây. Good. Vegetable garden at Happy Farm. I keep calling it the funny farm. It's not the funny farm. It's the happy farm. Pretty nice. So the kids are learning how to do all this cool stuff. It's cool. Nói vào thì mình khuấy đều lên, mình thấy thật là đều tay lên để cho cái bột nó tan hết ha. Rồi nếu các bạn nào mà thích ăn hành để cho cái bánh này nó bắt mắt hơn thì anh chị nó bỏ thêm cái hành lá vô cho các mình cái bột của mình nó hấp dẫn hơn mà thơm hơn. Bạn này đổ xong về trộn nha. Max and his bird animal. Mới qua bên đây luôn á. Cái này chưa chín. Mới qua bên đây.
Lấy nào cũng đỏ ho. Lấy con lấy bằng cái này. Rồi nóng dữ lắm nha, khỏi nha má. Con mát rồi, mát chị đang khỏi nha. Để giới thiệu với các bạn về những cái loại hình mình trồng cây ở đây là như thế nào nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ đất vào 3/4 này. Các bạn cứ bỏ đến cái đất đầu tiên này đó. Rồi, đúng rồi đó. Rồi. Sau đó các bạn nào đã mình đã bỏ xong đất vào thì chúng ta sẽ bỏ đến hạt giống. Và hạt giống ở trước mặt các bạn là anh chị hôm nay trồng cho các bạn là hạt giống của cây rau muống nha các bạn. Thì các bạn sẽ bỏ vào 5 hạt, một cái diện tích nhỏ là các bạn sẽ bỏ được khoảng 5 hạt giống nha. Rồi, các bạn bỏ vào 5 hạt giống nha các bạn. Chúng ta sẽ bỏ cái hạt giống của chúng ta là nó thích, nó thưa nhau ra từng hạt các bạn cố bỏ, cố gắng bỏ làm sao những cái hạt giống nó cách xa nhau càng càng nhiều càng tốt để headed home with their souvenirs. Được chạy bước ra khỏi nha con. Goofy. Goodbye. 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 See you again. Goodbye, see you again. Goodbye. Goodbye, I'm staying here.